Xin chào các con, chào mừng các con quay trở lại với chương trình học tiếng Anh cùng cô Bella. Và đây là chương trình Mindfulness Grade 1. Ngày hôm nay cô Bella sẽ hướng dẫn các con đến bài học tiếp theo, đó là bài số 7, Unit 7. Như thường lệ thì chúng ta sẽ bắt đầu với lại Lesson 1. Và Lesson 1 của bài 7 này nó sẽ nằm ở trang sách số 30 và 31 của các con. Nên là các con hãy lật sang trang sách số 30 để chúng ta có thể bắt đầu các con nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần 1, listen, point and repeat, color. Bây giờ chúng ta bắt đầu các con nha. This is the letter G. The letter G makes the G sound. Glass. Goat. Garden. Vậy là chữ cái mà ngày hôm nay chúng ta học được đó là chữ G. Và chữ G trong tiếng Anh có âm là G. G. Rất là dễ đúng không? Cũng giống như G trong tiếng Việt của mình vậy đó. Và bây giờ chúng ta xem thử là ba từ mới mà chúng ta học được ngày hôm nay ứng với từ G là cái gì các con nhé. Trước tiên thì các con có thể nhìn thấy đây là một cái gì nè? Một cái ly thủy tinh đúng không? Bây giờ chúng ta xem thử là ly thủy tinh ở trong tiếng Anh được đọc là cái gì các con nhé. Nhớ là hãy nghe thật là kỹ các con nha. Glass. 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 Tiếp theo, ở đây đó là một con dê. Con dê ở đây nhìn dễ thương quá ha. Bây giờ chúng ta xem thử là con dê ở trong tiếng Anh được đọc là cái gì nha. Goat. 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 Tiếp theo, ở đây thiệt là dễ thương, ở đây là một khu vườn. Bây giờ chúng ta xem thử là khu vườn ở trong tiếng Anh được đọc là cái gì các con nhé. Các con nhìn nè, khu vườn ở đây vừa có hoa, vừa có cây, vừa có cỏ và vừa có cái cổng nữa. Bây giờ chúng ta xem thử là khu vườn ở trong tiếng Anh được đọc là cái gì các con nha. Garden. 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 Chúng ta đã nghe rồi đúng không nè? Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ của mình các con nhé. Đó là listen, point and repeat. Chúng ta bắt đầu các con nha. Nhớ, nhớ, nhớ là hãy đọc thật thật là to các con nhé. G. 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 Glass. 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 Goat. 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 Garden. 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 Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần listen, point and repeat. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần now color. Phần này thì đã làm rất là nhiều lần rồi nên chúng ta đi thật là nhanh các con nha. Với glass, glass thì cô Paula sẽ chọn màu xanh nè. Còn đối với lại goat, goat thì goat, goat thì cô Paula sẽ chọn màu vàng. Còn đối với garden, garden thì cô Paula sẽ chọn màu xanh lá cây các con nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần look and listen. Các con đã sẵn sàng bút viết và vở để chúng ta viết theo chưa nào? Bây giờ chúng ta bắt đầu viết các con nha. G. G. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần 1 nhỏ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần 2, listen and point. Trước tiên thì Cobella sẽ giải thích nghĩa của những cái câu được nói của các nhân vật ở trong khung hình này các con nha. Nhìn vào khung hình này thì các con thấy ở đây tổng thể là một hình của một khu vườn đúng không nè. Và trong khu vườn này thì có 3 nhân vật, một chú dê và một cái ly được treo trên cây.
Nhìn như có vẻ cô giáo này đang rất là ngạc nhiên và cộng thêm một chút gì đó khó chịu vì cái vườn của mình đang bị phá đó các con. Các con nhìn thấy không? Những cái hoa ở bên này rơi vãi và cái ly thì là treo ở trên cây đúng không nè? Có vẻ như là chú dê này đã phá cái vườn của cô giáo đó. Bây giờ thì chúng ta xem thử cô giáo và hai bạn nhỏ này nói cái gì các con nhé. Look at my garden. Nhìn cái vườn của tôi kìa. Look at my garden. The goat. Nhìn chú dê kìa. Look at the Look at the glass. Nhìn cái ly kìa. Look at the glass. Vậy là chúng ta đã hiểu nghĩa rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta hãy nghe thật là kỹ và chúng ta dùng tay để chỉ vào các con nhé. Đó là listen and point. Riêng với lại phần của cô giáo kêu là look at my garden. Thì các con có thể chỉ tổng thể vào cái khung hình này nhé. Bởi vì khung hình này nó là hình của một cái khu vườn. Nên là khi cô giáo nói là look at my garden thì các con có thể chỉ vào rất là nhiều nơi ở trong cái khu trong cái hình các con nha. Bây giờ các con hãy nghe thật thật là kỹ nhé và dùng tay để chỉ vào nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Look at my garden. Look at my garden. The goat. Look at Look at the glass. Look at the Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần listen and point rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần nào color. Nhiệm vụ của chúng ta là các con nhìn vào hình này thì các con sẽ thấy được là những cái vật nào cần được tô đúng không nè. Ở bên này thì chắc con thấy là có một cái ly đang để trắng và bên này là một cái class đang để trắng và một cái chú goat đang để trắng luôn. Nhiệm vụ của chúng ta đó là tô màu vào hai cái hình này. Các con có thể chọn cái màu mà các con yêu thích các con nha. Riêng cô Bella thì cô Bella sẽ chọn màu xanh cho class. Và cô Bella sẽ chọn màu đỏ cho chú dê ha, goat. Các con nhớ là các con có thể chọn một màu bất kỳ mà các con thích để tô màu nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo đó là chant and show. Phần này là cái phần rất là vui nhộn và cô Bella tin là các con cũng thích phần này đúng không nè. Và nhớ là phần này để các con làm tốt nhất thì các con hãy hát theo thật thật là to và các con hãy đứng lên và nhún nhảy thật thật là nhiều nhé để chúng ta có thể nhớ bài tốt hơn nè và chúng ta đọc to thì chúng ta sẽ đọc đúng nha. Bây giờ các con hãy đứng lên và sẵn sàng các con nha. Chúng ta bắt đầu ha. G glass g g g glass glass g g g g goat g g g goat goat g g g g garden g g g garden garden g g g Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần chant and show rồi. Và cũng là lúc chúng ta đã hoàn thành lesson 1. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với lesson 2. Và lesson 2 thì nó sẽ nằm ở trang sách số 32 của các con. Nên các con hãy lật sang trang sách số 32 để chúng ta có thể bắt đầu các con nha. Chúng ta sẽ bắt đầu với phần 4. Listen, read along.
Không giải thích dài dòng nữa vì đã ở bài số 7 rồi nên các con biết rất là rõ nhiệm vụ của chúng ta cần làm là cái gì đúng không nào? Trước tiên thì cô Paula sẽ giải thích nghĩa của những câu ở trong khung này các con nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ listen và read along. Chúng ta bắt đầu nha. Look at the glass. Nhìn cái ly kìa. Look at the goat. Nhìn chú dê kìa. Look at the goat with the glass in my garden. Nhìn chú dê và cái ly ở trong cái vườn của tôi này. Bây giờ là lúc các con sẽ listen và read along. Nhớ là mình hãy đọc thật là to các con nha. Đọc to thì mình mới đọc đúng được các con nhé. Look at the glass. Look at the goat. Look at the goat with the glass in my garden. Vậy là chúng ta đã hoàn thành listen, read along rồi. Bây giờ chúng ta cũng sẽ đến một phần rất là vui nhộn nữa, đó là phần song. Song là một cái phần mà chúng ta cần phải hoạt động cả cơ thể và cả cơ miệng của mình nữa. Nên là bây giờ các con biết là nhiệm vụ của chúng ta làm cái gì rồi đúng không? Nên là đừng để cô Bella nhắc nữa nha. Các con hãy đứng lên, sẵn sàng nhún nhảy và hát thật là to theo lời bài hát các con nhé. Chúng ta bắt đầu thế nào? Look at my garden. Look at the goat. A goat in my garden. A goat. Look at my garden. Look at the glass. Glass in my garden, a glass. Vậy là chúng ta đã hoàn thành lesson 2 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần cuối cùng của bài số 7, đó là phần lesson 3. Và lesson 3 nó sẽ nằm ở trang sách số 33 của các con. Nên hãy lật sang trang sách số 23 để chúng ta bắt đầu các con nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần 6. Circle the letters. Chi, chi. Say the g sound. Có nghĩa là mình sẽ khoanh tròn vào những chữ cái mà nó chữ g in hoa và chữ g thường nè. Sau đó mình sẽ đọc âm g. Bây giờ chúng ta bắt đầu các con nhé. Và các con nhớ rồi đó, đối với những bài như thế này có nhiều chữ rải rác thì để chúng ta không bỏ sót thì chúng ta làm theo phương pháp nào các con ha? Chúng ta sẽ đi theo một chiều kim đồng hồ từ trái sang phải các con nha, để mình không bỏ sót một từ nào hết các con ha. Bây giờ trước tiên chúng ta bắt đầu nè. Các con nhìn vào đây thì thấy có hình đầu tiên thì là một chữ g thường đúng không nè? Nên chúng ta sẽ khoanh tròn vào đây. G. Tiếp theo thì đây là chữ g in hoa, nên chúng ta cũng khoanh tròn vào đây các con nha. G. Và đây nữa. Khoanh tròn vào đây nhé. G. Đây chữ F không phải, chúng ta đến đây đó là chữ g in hoa, nên chúng ta cũng khoanh tròn nha. G. Và đến đây là một chữ g thường nè. G. Cuối cùng là chữ g in hoa, chúng ta khoanh tròn vào đây nha. G. Vậy là chúng ta có tổng cộng 6 từ mà chúng ta khoanh tròn được. Bây giờ chúng ta đến phần cuối cùng của lesson 3, đó là phần số 7. Listen, point and repeat. Color the pictures of the words that start with the g sound. Say the g words. Phần này thì cô Bella sẽ không giải thích nữa đâu vì chúng ta đã làm rất rất là nhiều lần rồi. Cô Bella tin chắc rằng các con biết là mình phải làm gì đúng không nè? Để chúng ta sẽ đi thật nhanh các con nha.
Đây là một chú đười ươi đúng không nè? Chú đười ươi nhìn có vẻ không vui ha. Thương quá ha. Thì bây giờ chúng ta xem thử là chú đười ươi ở trong tiếng Anh được đọc là cái gì các con nhé. Gorilla. 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 Bây giờ các con đã nghe rồi, bây giờ chúng ta sẽ đọc nha. Ở đây các con thấy có ba âm đúng không? Gorilla. Gorilla. Bây giờ chúng ta nghe và đọc theo các con nhé. Gorilla. 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 Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần tô màu. Các con hãy nhìn nhanh qua và chọn hai cái hình mà chúng ta cần tô nè. Mình đã học rồi. Chúng ta sẽ tô hình nào nè. Đầu tiên đây là cái gì nè? Fox. Cái này là cái fox mình học ở bài trước đó. Cái này là glass. Và cái này là goat. Vậy thì chúng ta sẽ tô màu goat và glass. Đối với lại glass thì Coppola sẽ chọn màu cam nè. Glass. Còn đối với lại goat, Coppola sẽ chọn màu vàng. Goat. Vậy là chúng ta đã hoàn thành lesson 3 rồi, cũng là lúc chúng ta đã hoàn thành unit 7. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ ôn lại bài và chơi trò chơi để chúng ta có thể nhớ bài tốt hơn các con nha. Gà. Gà. Glass. Glass. Goat. Goat. Garden. Garden. Gorilla. Gorilla. Find G as in goat. G. Find G as in garden. G. Find D as in dog. D. Find K as in car. K. Find E as in egg. E. Find A as in acrobat. A. Find G as in goat. G. Find G as in garden. G. Find D as in dog. D. Find K as in car. K. Find E as in egg. E. Find A as in acrobat. A. Find G as in goat. G. Find G as in garden. G. Find D as in dog. D. Find K as in car. K. Find E as in egg. E. Find A as in acrobat. A. Vậy là chúng ta đã thực sự hoàn thành Unit 7 rồi. Coppola cảm ơn các con rất là nhiều vì đã đồng hành cùng Coppola trong suốt bài học này. Coppola sẽ chúc các con luôn khỏe nè, luôn ngoan, nghe lời ba mẹ, học thật thật là giỏi và luôn luôn biết giữ gìn sức khỏe của mình các con nha. Cảm ơn các con rất là nhiều và hẹn gặp lại các con ở những bài học lần sau các con nhé. Tạm biệt các con. Bye bye.